Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Ở cái video này mình sẽ giải thích tại sao cái chuỗi tràng hạt có 108 hạt mà không phải là 100. Chuỗi tràng 108 hạt còn được gọi là Jambamala theo tiếng Tây Tạng. Từ xa xưa nó được sử dụng trong cả Phật giáo và Ấn Độ giáo khi tụng kinh. Tràng hạt có thể được làm từ nhiều nguồn vật liệu khác nhau, bao gồm gỗ đàn hương nè, hạt bồ đề, gỗ bồ đề, hổ phách, san hô, ngọc bích, lụa tơ tằm, bông, sợi và thậm chí ngay cả cây gai dầu, vân vân. Nếu giải thích theo công dụng cầu nguyện thì tràng hạt thường được sử dụng để tính số lần tụng kinh. Trong khi tụng, người ta lần ngón tay qua từng hạt. Trong Phật giáo Kim Cương Thừa, 108 hạt trên các chuỗi thường dùng để trì chú 100 lần. 8 hạt tăng thêm là dành cho những lần chẳng may ma sai sót. Một cách giải thích khác là số 108 hạt có 100 hạt để tụng chú cho bản thân, còn 8 hạt còn lại là dùng để cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Chuỗi tràng có số hạt đủ dài sẽ giúp cho người trì chú thêm tập trung, không bị phân tâm khi phải theo dõi, tính đếm số lần đã đọc. Đó là cái cách giải thích theo công dụng cầu nguyện. Còn giải thích theo kinh Mộc Hoàng Tử thì nguồn gốc của tràng hạt và hoạt động lần ngón tay qua chuỗi hạt khi niệm Phật á, là do xuất phát từ lời khai thị của Đức Phật đối với vua Paluli. Điều này được ghi chép lại trong kinh Mộc Hoàng Tử. Kinh có chép rằng là có lần Đức Phật cùng giáo đoàn của Ngài du hóa trong núi Kỳ Xà Quật ở nước La Duệ Kỳ. Quốc vương ở nơi ấy tên là Paluli mới sai sứ giả đến để xin Phật rủ lòng thương xót, ban cho cách tu hành dễ dàng để có thể sớm xa lìa phiền não. Thì Phật dạy rằng để diệt được phiền não nên sâu một chuỗi tràng 108 hạt bằng hạt cây mộc hoàng tử. Khi đi đứng nằm ngồi đều chú tâm niệm Phật Pháp Tăng, cứ mỗi lượt lại lần qua một hạt. Cứ như thế thì lần qua hết hạt này đến hạt khác, đến khi nào mà đủ 20 vạn lượt mà thân tâm không tán loạn thì sẽ cảm nhận được an lạc và hạnh phúc. Thì cái chuỗi 108 hạt là tượng trưng cho cầu chứng 108 pháp tam muội và đoạn trừ 108 phiền não. Qua hết các phiền não sẽ được an vui. Đó là cái cách giải thích theo kinh Mộc Hoàng Tử đó các bạn. Còn giải thích theo ý nghĩa giác ngộ á, thì nhiều ý kiến cho rằng chuỗi tràng có 108 hạt vì con người phải vượt qua 108 phiền não trên đường đến giác ngộ. Phiền não của chúng sinh đến từ 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ha. Rồi 6 trần đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 6 thức đó là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, giác, ý, thức. Còn cộng lại là 18 giới, thập bát giới ha. Nếu chúng ta đem con số 18 này nhân cho 6 loại phiền não căn bản tham sân si mạn nghi ác kiến thì sẽ thành con số 108 phiền não. Để đạt được trạng thái hạnh phúc thật sự thì con người phải diệt trừ hết mọi phiền não bằng quá trình tu tập. Đó là nguyên nhân chuỗi tràng hạt có 108 hạt mà không phải 100. Trên là mình vừa giới thiệu cho các bạn ba cái cách giải thích tại sao mà chuỗi tràng hạt nó có 108 hạt chứ không phải là 100 hạt nha các bạn. Hy vọng là cái video này sẽ hữu ích đối với các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.